Việt Tun xin trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương tham dự buổi họp báo và ra mắt vào 2 giờ chiều thứ Bảy 17 tháng 12 năm 2011 và triển lãm tranh và sách chủ đề Việt Nam Anh Hùng từ 6 tháng 12 năm 2011 đến 4 tháng Giêng năm 2012 tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Nova Community College số 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Hoàng Vika ở số điện thoại 703-280-2188.